Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề tình hình giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền. Báo cáo với đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền cho biết, từ năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh cho hơn 1.900 giáo viên, trên 6.200 phụ huynh và hơn 8.000 học sinh, tổ chức ngày hội hướng nghiệp cho gần 1.700 học sinh phụ huynh lớp 9 và lớp 12. Qua đó, nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng dần có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở của huyện đạt từ 14,42 đến 18,97%. Tuy nhiên, công tác này cũng gặp nhiều khó khăn do thông tin về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng chưa đầy đủ kịp thời. Giáo viên làm công tác hướng nghiệp chưa được đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh còn coi trọng bằng cấp nên kết quả phân luồng chưa đạt kế hoạch địa phương đề ra. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải pháp khắc phục những tồn tại khó khăn trên. Làm việc với các địa phương, ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của địa phương để tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỉnh ủy,